để mà cảm tạ và xin cảm ơn tất cả chư vị tham mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ để không mất làm gì giờ nữa, chúng ta bắt đầu làm lễ chào quốc kỳ. Và chúng tôi một bên thì bên này là đón nhóm Hùng Việt chúng tôi, và bên này là nhóm anh Thương Thị Nguyễn chúng tôi. Hai nhóm đều rất là thương yêu Cù Lý Hoa. Do đó một nhóm bên đây, nhóm bên kia, tay phải tay trái, tả hữu bình tình, tất cả những yêu thương trong ngôi nhà Phật. Vậy thì một lần nữa xin cảm ơn, và bây giờ chúng ta bắt đầu con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni Quan Lâm gửi thân và tất cả quý Phật tử cũng như tất cả quý quan khách, chúng ta đồng đứng dậy để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Thưa quý vị, chúng ta ở đây là mấy chục năm, 40 năm hơn rồi. Và chúng ta có người đã được về quê một lần, có người chưa về. Tại sao vậy? Thì chúng ta dị ứng vào màu cờ đỏ. Và chúng ta luôn luôn bảo vệ lý tưởng tự do, màu cờ sắc áo của dân tộc ta, những người Việt Nam Cộng Hòa. Màu cờ vàng ba sắc đỏ. Vì vậy ngày hôm nay xin kính mời tất cả cùng đồng ca quốc ca Việt Nam chúng ta. Nhưng mà chúng ta ở xứ người, thành ra chúng tôi xin được phép xin hát bản quốc ca Hoa Kỳ trước. Xin mời. Oh, can you see by the dawn's early light was so bright at the twilight's gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched was so gallantly streaming. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và sau đây là Phật giáo ca. Phật giáo ca cử hành. Chư anh linh cha ông đã dồn dày công dựng nước và dựng nước. Chư anh hùng liệt sĩ đã tử trận trên bước đường bảo vệ quê hương đồng bào. Xin cầu nguyện cho các anh hùng đang dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ, cho quê hương Việt hiện đang tù đầy ách gông cùng cộng sản. Xin cầu nguyện cho quê hương sớm thanh bình, cho mọi người được an lạc. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu.